Chào các bạn, như video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng bộ thư viện 10K. Nếu như xem hết video đó, mình nghĩ rằng các bạn có thể sử dụng nhuần nhuyễn được rồi, bởi vì nó là bộ thư viện tích hợp sẵn thôi, cũng không có gì lớn lao cả. Còn bây giờ mình sẽ chỉ các bạn tới phần Studio tích hợp sẵn trong cái bộ VBPP 4.1 này. Chúng ta bật Playmark lên. Mình bật bộ thư viện lên. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có thêm một tab gọi là Material Lab. Tức là chúng ta có thể lấy một cái file có sẵn tích hợp, chúng ta test vật liệu. Bây giờ mình bấm load screen này. Thì thực ra không load được bởi vì chúng ta cài đặt đã có vào đâu. Bây giờ thì mình sẽ đóng lại, thu nhỏ chúng này lại. Thực ra cái phần load screen này nó ở đâu thì nó trong bộ cài đặt các bạn. Bây giờ screen này mình sẽ check ra. Các bạn chờ chút, mình chỉ cần copy qua ổ C thôi là có thể tự load lên và chúng ta tự test vật liệu được rồi. Các bạn nhập đưa vào, kéo chọn, copy hết. Bây giờ chuyển qua ổ C. Lại xin phép các bạn nhấn Windows E, các bạn bấm vào đây. Qua ổ C này. VMPPMark. Ở đây chúng ta có screen 4 này. Chắc là trong này. À đúng rồi. Ở đây có một thư mục rỗng sẵn, các bạn dán vô. Rồi xong. Tắt đi. Về bật lại chú này. Chúng ta bật lại VMPP nha. Qua phần mình lắm. Đầu tiên các bạn cần chú ý tới đơn vị. Thứ hai là kích cỡ của đối tượng. Ở đây có 20, 40 và 80 cm. Thôi mình dùng 20 cho nhẹ. Bây giờ mình load này. Đó. Bây giờ mình bấm load vào thì nó sẽ hiện lên bạn hỏi là cái screen của chúng ta, cái giao diện lập việc chúng ta cần lưu không? Rồi mình không lưu. Và bây giờ chúng ta sẽ được load lên một cái hình tương tự thế này, có model thế này và chúng ta sẽ test vật liệu. Đơn giản vậy thôi. Rồi, chú ý lên rồi. Bây giờ việc test thì đơn giản thôi. Mình sẽ làm như sau. Mình sử dụng cái thư viện có sẵn mà mình tích hợp đi cho nó ngầu. Bạn bấm vào gỗ Array đi. Môn 1 này. Bây giờ mình chọn đối tượng này. Giả sử mình add chú này vào đi. Rồi đi. Add sync to select object and group. Tức là chúng ta sẽ cho vào trực tiếp đối tượng này luôn. Đó, hiện luôn. Rất là đẹp. Bây giờ mình bấm render. Các bạn chờ xem. Cái giao diện test này cũng khá là ấn tượng đấy. Bởi vì mình thấy vật liệu được UV sẵn rồi, hiển thị cũng khá đẹp. Ở đây hình vuông mình thấy cũng khá hay. Vì vậy ở bộ mới này tích hợp phần mini lab này mình thấy cũng cũng cần thiết. Nếu như các bạn thấy ưng ý thì mình có thể tích hợp luôn vào. À, đây là quá trình mà chúng ta sẽ test đối tượng vật liệu này để coi thử này. Ở đây mình chọn kích thước 20 cm x 20 cm, có lẽ hơi nhỏ. Nếu như bạn nào có yêu cầu mà cao hơn thì chúng ta có thể chọn 80-80 để review đối tượng của chúng ta nó chi tiết hơn. À, ok, mình sẽ cùng nhau chờ xem đối tượng chúng ta sau khi render xong thì chất lượng thế nào. Còn về mặt hiển thị cơ bản thì mình thấy cũng tương đối tốt, cũng khá ổn. Đương nhiên các bạn cũng có thể test dạng map HDR, nó có sẵn file. Nhưng mà HDR sau khi mình sử dụng map mà test đã, mình thấy có một cái nhược điểm đôi khi là cũng không đẹp lắm. Mình đánh cắt hình và cho vào review nó hay hơn. À, mình thấy chất lượng tương đối được đấy. Ở đây mình không cho bung. À, gần xong rồi.
chút nữa thôi. Mình cũng rất hy vọng là các bạn có thể chia sẻ một vài cái lip map góp vào cái bộ thư viện này cho nó tròn trịa hơn một chút. Bởi vì nếu như có những map thì bạn có thể liên hệ qua Facebook. Các bạn không cần render test, cứ đưa map và vật liệu thôi, mình sẽ tự động tích hợp cho các bạn. Để những phiên bản sau này mình sẽ có nhiều vật liệu hơn chia sẻ cùng mọi người. Rồi, đã xong rồi. Mình thấy rằng cũng khá đẹp và ổn. Các bạn có thể lưu đối tượng này lại được. Giả sử mình lưu lại này. Mình lưu trên desktop đi. Nó từ 001 chẳng hạn này. JPEG. Save. Tốt nhất có thể. Ok. Ok. Map này của đối tượng này. Ở đây giả sử mà mình thấy map nó xấu quá, mình có thể chuột phải. Các bạn có thể import material review. Bấm vào đây. Import chú mình vừa đấy render để review lại chỗ này cũng được. Nếu như các bạn cảm thấy chỗ này đẹp hơn. Nhưng mà đây mình thấy hình này cũng tương đối ổn rồi. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thay thế hình thôi. Còn giờ mình ken ra ngoài. Đóng lại. Và cũng kết thúc video tại đây. Đây là mình giới thiệu về cái phần Minilab trong VMPP 4.1. Nó cũng là một cái lab khá hay để chúng ta, một là chúng ta render review vật liệu, hai là các bạn có thể quăng bất kỳ cái đồ nào vào đây thay thế cái chú vật liệu kia để render review thôi. Rồi, chào các bạn, hẹn ở video tiếp theo nhé.